Ngày 8 tháng 8, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu nội soi lấy dị vật đường tiêu hóa là viên thuốc còn nguyên vỏ của một bệnh nhân nữ. Trước đó, chị NTN, 31 tuổi, ngụ thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long trong tình trạng đau bụng nhiều và khó chịu vùng họng. Gia đình cho biết trong lúc uống thuốc buổi tối, không nhìn thấy rõ nên chị N sơ ý nuốt cả viên thuốc còn nguyên vỏ. Chị dùng tay cố gắng lấy viên thuốc ra nhưng không thành công. Sau khi thăm khám, ekip bác sĩ chỉ định chụp CT ổ bụng. Hình ảnh CT cho thấy viên thuốc còn nguyên vỏ nằm trong đại tràng bệnh nhân. Sau hội chẩn, bác sĩ quyết định nội soi đại tràng. Ekip đã gây mê nội soi lấy đi dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ kích thước 1,5 x 2cm nằm ngay đại tràng ngang. Quá trình nội soi thực hiện khoảng 30 phút. Sau khi gấp dị vật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, giảm đau hẳn, ăn uống bình thường và được xuất viện trong 2 ngày điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Hữu Dũng, Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, cho biết dị vật rơi vào đường tiêu hóa là những vật do vô tình hay cố ý nuốt phải trong quá trình ăn uống hay sinh hoạt. Phần lớn các dị vật này có thể tự đào thải ra ngoài theo phân nhờ nhu động của ống tiêu hóa. Tuy nhiên, trường hợp chị L vô tình nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ, các góc của vỏ thuốc rất sắc và nguy hiểm, trường hợp xấu có thể gây thủng thực quản. Trường hợp dị vật rơi xuống dạ dày, ruột non có thể gây xuất huyết, thủng và viêm phúc mạc, nguy hiểm cho bệnh nhân. Bác sĩ Dũng khuyến cáo, nếu phát hiện dị vật, cần can thiệp lấy dị vật kết hợp điều trị các thuốc cần thiết để tránh gây biến chứng. Đặc biệt, không tự ý điều trị tại nhà hay điều trị theo mẹ truyền miệng vì rất nguy hiểm và làm bệnh phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe.